Nani. Thôi Lâm ơi. Anh Hai. Bây giờ anh với em là chơi lớn cái này không? Chơi lớn gì anh Hai, đi coi xe ta mà. Trời ơi, lạ trời, bỏ xe bên đi mày, giờ này giờ nào còn coi nữa. Bây giờ anh với em là vô trong ngạc của cháu ruột của mình á, xem là bên trong mặt nó là có đồ gì. Trời chơi lớn vậy. Chơi lớn à. Cháu ruột của mình á là cái đứa mà hôm qua là có chuỗi 99 trận thắng liên tiếp từ chiến á anh em. Và sau đó là nó solo với bé Lâm là coi như ngấm củ tỏi luôn anh em ơi. Mất luôn cái chuỗi, tao nói là đêm qua nó ngồi nó khóc là muốn tới ông chuyện luôn anh em à. Nhưng mà em có nghĩ là cái ạc của nó là VIP không? Trời em nghĩ VIP luôn anh Hai ơi, nghe ta nói đó, VIP gì lắm luôn. À đồ. Đu, thiệt luôn hả? Thiệt mà anh Hai. Phải không vậy mày? Phải chứ. Bây giờ là mình với lại bé Lâm là sẽ vô bên trong ạc của nó cũng như là kiểm chứng và xem review cho anh em xem nha. Xem ạc của nó là VIP như thế nào nha anh em ơi. Tại vì là nó bắn hay như này mình nghĩ là ạc của nó cũng có đầu tư đó anh em à. Ok, bây giờ xem luôn ha. Ok luôn anh Hai ơi. Rồi vô đi. Hello, lại là mình Sima. Tấu con bà nó hài đây. Ok anh em ơi, thật ra là hôm qua là tụi tôi đã vô trong cái hàng này rồi. Nhưng mà chủ yếu là vô là để kiểm chứng xem là có đúng là chuỗi 99 trận mà thắng liên tiếp không anh em. Hôm nay là tụi tôi sẽ cho anh em xem là bên trong hàng này là tất tần tật luôn là có những gì nha anh em ơi. Ok, đầu tiên hàng này là level 47 này, tên nó là John nha anh em ơi. À, cháu trai của mình nó là nó tên là John anh em à. Ok, 1018 like nè anh em ơi. Ganh này nói chung là cũng không có leo nhiều, chỉ là ganh bạc thôi anh em ơi. Chắc là mình nghĩ là chơi tứ chiến nhiều quá cho nên là không có leo anh em à. Ui vãi nồi, thẻ mua da là ta nói là trắng không tì vết luôn anh em ơi. Nghèo vậy. Ok, tiểu sử là để bé Lâm đã làm mất chuỗi 99 của tôi. Thêm cái mặt buồn đó anh em ơi. Chắc là mình nghĩ là đêm qua nó khóc kiểu như là nhiều lắm anh em à. Rồi, bây giờ là nhà anh nha, 2.60 nè anh em ơi, cũng như là 43% tỷ lệ sọt và 1210 kill này. Rồi, bây giờ tôi cho anh em xem nó luôn là tứ chiến nha. Ui, tận 61% tỷ lệ sọt và 2993 kill luôn anh em ơi. Kinh thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ là nhân vật nha anh em ơi, xem lạc này là tổng hết luôn là có bao nhiêu nhân vật nha. 1 này, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 nhân vật nè anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này. Ok, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 nhân vật này, 19 này, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, tổng hình luôn là có 24 nhân vật bên trong bằng này anh em ơi. Bây giờ là bét nha. Ui, nhìn xương xương là chỉ có 7 con bét thôi anh em ơi. Nói chung là cũng ít vai cơ trưởng luôn ấy. Ok, bây giờ là tôi cho anh em xem tiếp tục đó là tủ đồ nha. Để xem là tủ đồ có gì anh em ơi. Đây mới gọi là quan trọng anh em à. Mới định giá xem là cái hàng này là có VIP hay là cùi bắp anh em ơi. Ok, đây rồi. Nani. Vãi trưởng thật sự luôn. Tôi cứ tưởng là của cháu ruột tôi anh em là VIP anh em ơi. Nhưng mà vô tôi thấy là tủ đồ nhìn cũng khá là cùi. Không đến nỗi là quá VIP như là tôi tưởng tượng anh em à. Mũ lân khách tím nữa này. Cũng như là đầu thủy tinh là anh em ơi. Tóc rocker nữa này. Rồi, hết luôn anh em ơi. Bây giờ là áo nha. 150 cáo này, áo dân chơi đường phố nè anh em à. Vãi ca trưởng thật sự luôn ấy, áo chiêu linh nè anh em ơi. Cũng như là áo thỏ nơi lọn nữa này. Áo bạch đương tiễn nè anh em ơi. Nhìn xương xương là cái hàng này tôi thấy là toàn những cáo mà gọi là trung bình không anh em à. Không đến nỗi là quá VIP như là áo kim long á, kiểu như là tôi tưởng tượng anh em ơi. Mới lướt con xíu là tới phần áo free luôn rồi đấy. Rồi áo thì tới quần nha anh em ơi. 86 cái quần này. Tôi thấy là phần quần nói chung cũng không có gì VIP mấy anh em ơi. Quần trẻ trâu này. À, không có quần hồng thiên với lại là quần thâm hiểm của nam luôn anh em ơi. Đây chính là số giày dép bên trong mặt này nha. Tổng hết luôn là có 78 anh em à. Ui vãi, nồi cũng cùi bắp kinh điển luôn ấy. Rồi, bây giờ là mắt kính với lại là mặt nạ nha anh em ơi. Xem là có gì nha. Ui, số mắt kính với lại mặt nạ tôi thấy là cũng bình thường anh em ơi. Tưởng đâu là có mặt nạ này kia nằm VIP ấy. Nhưng mà tôi thấy là mặt nạ cũng toàn là mặt nạ bình thường thôi. À, mặt nạ của nam thì tổng hết luôn là có 3 thôi anh em ơi. Rồi bây giờ là đồ full nha, xem là có gì nha anh em ơi. Sát thủ bạc này với lại là bộ đồ của gấu bất cực anh em ơi. Ok, bây giờ là hành động nha. Vãi chưởng, 14 cái hành động ở trong cái hàng này anh em ơi. Trời ơi là trời nết cực kỳ luôn ấy. Bây giờ là sưu tập nha anh em ơi. 24 cái dụ lượng này, cũng như là 22 cái ba lô nha. Tôi không tin là của cháu tôi mà nó nghèo như thế này luôn anh em à. 10 cái hầm sát nữa này. Hàng này là không có sky win nha. Và cuối cùng chính là 26 cái văn lướt anh em ơi, văn tỷ đô nữa này. Rồi bây giờ là phương tiện nha. Đây chính là siêu xe bên trong mạc của cháu tôi anh em ơi. Ok, nói là siêu xe nhưng mà thật ra là toàn xe của bắp không ạ anh em à. 79 cái avatar này cũng như là 96 cái nền anh em ơi. Rồi bây giờ là phần cuối cùng nha, để xem là cái gì nha anh em ơi. Không có đá chi tác với lại hộp đá ma thuật luôn ấy. Đây có một cái hộp súng này, để tôi xem là tôi mở ra được vinh diễn không nha anh em ơi. Ok, ra này. Ui, không ra rồi anh em ơi.
Tôi thấy là đa phần những gạt nghèo trong wifi anh em là đều cực kỳ đen luôn anh em mày. Mở súng nó nói là mở hoài không ra luôn ấy. Ok, thì cuối cùng là tôi đã cho anh em xem là phần đầu nam rồi nha. Bây giờ là đầu nữ anh em mày xem là có gì luôn nha. Ok, sau khi mà review cho anh em xem cái hàng này xong là tôi sẽ đầu tư cho nó một cạc mới nha. Do là tôi thấy là nó có kỹ năng anh em ơi, nhưng mà anh em thấy là cạc của nó rất là nghèo luôn ấy. Không có súng level 7 này kia luôn anh em ơi. Tôi nghĩ là cái hàng nghèo như này là súng level 7 không có đâu. Và đồ này kia cũng không có luôn anh em à. Anh em thấy không? Trời ơi, là trời qua đầu nữ là rất là nghèo luôn anh em ơi. Mà theo như mà tôi thấy là đa phần là những bạn mà có kỹ năng ở trong cộng đồng Free Fire này là đa phần là các bạn ạc rất là nghèo luôn ấy. Thực sự là tôi rất là thương những cái bạn mà ạc nghèo luôn. Ok, bạn nào mà ạc mà không có điều kiện như thế này á thì đừng quên là để lại đi game nha. Tôi sẽ cái bạn này cũng như là tặng đồ cho anh em, hoặc có thể là cho anh em kim cương luôn nha anh em mày. Ok, rồi bây giờ là giày dép nha, xem là có gì nha. Vãi trưởng, tôi mong chờ là giày dép nào mà gọi là xịn ấy, nhưng mà không có gì ngoài là đôi giày bạc với lại giày vàng này là bíp nhất trong này luôn anh em mày. Đây chính là số mắt kính với lại là mặt nạ của bên trong mặt này nha, của nữ nha anh em mày. Ok, bây giờ là xem mặt nạ nữ nha. Tổng hết luôn là có 4 cái mặt nạ nữ bên trong mặt này này. Rồi, bây giờ là đồ full nha. Gấu bất cực nè anh em mây, cũng như là quý bà cô chết nha. Rồi, hết rồi anh em mây. Bây giờ là tôi cho anh em xem là phần súng nâng cấp nha. Tôi nghĩ là sẽ không có súng nâng cấp đâu anh em mây. Đây nè không, trời ơi, trời toàn khóa không này. Được một cây UMP level 1 nè anh em mây. Chắc là mình nghĩ là kiểu quay nhưng mà không có tiền năng ấy. Rồi, bây giờ là kho vũ khí nha anh em mây. Tôi cho anh em xem nó luôn để xem lạc này là có gì luôn nha. Ok, có cây AK-47 là tôi vừa mở lúc nãy nè anh em mây. Mà 41 đầu tiên tôi thấy là cũng không có này. Mà 14 là được 2 skin. Rậu da là được 2 skin này. Pharmax tổng hết luôn là có 3 skin nha. M8 là được 1 skin. Cũng như là N94 tôi thấy là được 2 skin này. AUG tôi thấy là được 1 skin nè anh em ơi. Rồi bây giờ là súng chưa tầm xa nha. SGS đầu tiên là được 1 skin này. Súng máy nha anh em ơi, xem là có gì nha. Duy nhất 1 skin nó là mà 60 thôi, nhưng mà không có chỉ số luôn ấy. Tiểu liên UMP đầu tiên là được 5 skin này. MW5 là cũng được 5 skin luôn. VSS là được 2 skin nè anh em ơi. MB40 là có 1 skin. B90 là cũng được 2 skin luôn này. Rồi, hết rồi anh em ơi. À, được 1 skin của Mark 10 nữa này. Nhưng mà 2 ngày anh em ơi. Shotgun thì M1014 đầu tiên là được 1 skin. Và thêm là 1 skin của M1887 nữa anh em ơi. Ok, súng ngắm nha. À, duy nhất 1 skin của K98 thôi. Ok, súng lục nha anh em ơi. Đây chính là toàn bộ số skin của súng lục bên trong mặt này này. Ok, bây giờ là cận chiến nha, xem là có gì nha. Dao là được 1 skin này, cũng như là gậy bóng chày tôi thấy là được 4 skin nè anh em ơi. À, tính ra là gậy bóng chày tôi thấy là 4 skin cũng ok này. Kiếm katana là được 3 skin này. Lưỡi hái là duy nhất một cái lưỡi hái thôi anh em ơi. Nắm đấm nha, xem là có gì nha. À, nắm đấm không có nắm đấm nào luôn anh em ơi. Lựu đạn là chỉ có 7 chứ lựu đạn thôi, vãi nồi nghèo kinh điển luôn ấy. Bơm keo là cũng có 7 skin bơm keo thôi anh em à. Đây, tôi cho anh em xem là từng trái bông keo luôn nha. Đó, nếu như mà anh em trùng với lại ạc của cháu trai tôi là trái bông keo nào ấy thì nhớ là comment dưới nha anh em ơi. Cuối cùng này để xem là có gì nữa nha. Ok, có đúng cái nẹt luôn anh em ơi. Nói chung là tôi đã cho anh em xem tất tần tật bên trong cái ạc của cháu trai tôi gọi anh em ơi. Thì cái hàng này là lúc đầu là tôi cứ tưởng là nó vip vãi cả trưởng luôn ấy. Nhưng mà sau khi mà tôi review cho anh em xem cũng như là cùng với Lâm xem anh em, thì cái hàng này thực sự là rất là nghèo luôn anh em ơi. Hình như nếu như mà so sánh là có khi là nghèo hơn ạc của bé Lâm luôn ấy. Bởi vì ạc bé Lâm là cũng có skin súng các kiểu anh em mây, rồi những cái bộ đồ mà VIP ấy, chẳng hạn như là quý kiếm gia so là cũng có luôn ấy. Nhưng mà ạc này thì nói chung là nghèo, tao nói nghèo sơ nghèo sát luôn anh em à. Thì ở đây anh em nào mà có ạc giống như là cháu trai của tôi mà đang chơi á thì đừng quên là để lại đi game nha. Tôi sẽ kết bạn này cũng như là tặng đồ cho anh em nha anh em mây. Thật sự là tôi thấy là các bạn với lại là cháu trai tôi mà chơi những ạc như này á, tôi rất là thương luôn các bạn à. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nha. Thì đừng quên là cho clip của mình một like này, cũng như là một đăng ký kênh nha, để tụi mình có động lực này, cũng như là ra video mỗi ngày cho các bạn xem. Giờ này mình thấy là các bạn kiểu không còn xem video tụi mình nữa, thật sự là tụi mình rất là buồn luôn ấy. Chắc có lẽ là bây giờ là tụi mình sẽ dừng video đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.